Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn sử dụng phần mềm à, online, tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm vn phần mềm phi lợi nhuận. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, dự thi tuyển công chức viên chức. Các bạn có nhu cầu kết nối Zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình: à, 0912595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập phần mềm. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn à, video à, hướng dẫn cái phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm cho các tài liệu trên phần mềm. Thì các video này cũng đều miễn phí. À, các bạn à, học câu hỏi trắc nghiệm là theo cái phương pháp tư duy. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn thông qua học câu hỏi trách nhiệm cho tài liệu à, phần 2 kỹ năng à, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương à, theo cái quyết định 3309 của Học viện Hành chính quốc gia à, ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2022 à, chuyên đề 3 là kỹ năng soạn thảo văn bản à, quản lý nhà nước à, các bạn chú ý là kỹ năng soạn thảo à, văn bản quản lý nhà nước thì à, chúng ta chúng chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại tốt nhất là trên điện thoại à, chúng ta gọi cái địa chỉ là hình thức trắc nghiệm vn à, chú ý là đuôi vn thì sau đó xuất hiện cái giao diện như này là đúng rồi à, số 1 đây là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức này số 2 môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức này số 3 môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã này vân vân đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở, ở phía dưới đối với viên chức giáo viên các cấp và viên chức y tế ở phía dưới này à, các bạn di chuyển con trỏ lên lên phía dưới hoặc lên phía trên à, các bạn được cấp ký danh mật khẩu mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi à, ví dụ các bạn được cấp ký danh ở mục số 1 mà các bạn đã nhập để chuột tại mục số 2 thì à, các bạn nhấn nút trái chuột thì không đăng nhập được vì vậy các bạn phải để con trỏ tại cái mục các bạn có ký danh mật khẩu để à, các bạn nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần À, sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu à, lưu ý với các bạn là đăng ký từ xa gọi gọi là ký danh trong phòng thi gọi là số báo danh vì vậy người khác biết được mật khẩu của các bạn đăng nhập phần mềm thì các bạn không đăng nhập được nữa vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình tức là bí mật đấy không cho ai biết hết chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, vào phần mềm thì các bạn thấy là à, nó có hai bước bước một là các bạn tải một cái tài liệu trên phần mềm À, cái cái tài liệu ví dụ như tài liệu về luật, thông tư, nghị định à, còn những cái tài liệu mà nó chưa có trên phần mềm thì các bạn tải trên google thí à, dụ như là cái tài liệu à, cái 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 tài liệu mà à, quyết định 3309 này, tài liệu bồi dưỡng ngạch à, chuyên viên và tương đương này à, các bạn thấy là nó chưa có ở trên uh, phần uh, phần mềm thì các bạn tải ở trên google à, sau đó các bạn lưu vào vào máy tính của các bạn xong các bạn mở ra. Mỗi lúc mỗi lúc học thì các bạn mở ra. Đó, các bạn mở cái file này lên. Đó, thì đây là cái tài liệu à, Bồi dưỡng à, công chức ngành chuyên viên và tương đương. Để ban hành kèm kèm theo quyết định vào 309 đây. Thế thì hôm nay là đến học minh à, thì các bạn di chuyển con trỏ xuống à, chuyên đề 3. Đấy, chuyên đề 2 phần 2 là kỹ năng này, chuyên đề 1 này. Và các bạn di chuyển con trỏ đi tìm đến là chuyên đề 3. Đó, thì ở đây các bạn để ý Đó, đây, đây là chuyên, 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 chuyên đề 3 à, Các bạn cứ bình tĩnh Để các bạn di chuyển Vì cái tài liệu này dài lắm à, Tới uh, gần 500 trang Đấy các bạn thấy Nếu yêu cầu học cái tài liệu này Các bạn phải đọc một lúc 500 trang Thế bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể nắm tốt được Thì cái phương pháp Là chúng ta vừa Bạn nào có thời gian thì các bạn đọc hết thì quá tốt Còn nếu có ít thời gian thì chúng ta À, chia nhỏ cái tài liệu này ra à, Thành các cái tình huống Để chúng ta học câu hỏi trách nghiệm à, Chúng ta chỉ vào dấu trừ Của à, cửa sổ để thu nhỏ Cửa sổ này nhấn nó trái chuột này Chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nó trái à, Chúng ta chỉ mũi tên chuột vào dấu chéo Của cửa sổ thì tắt Đối với Windows thì nó nằm bên góc tay Tay phải trên cùng màn hình các bạn Đối với Macbook thì nằm bên tay trái Đó, Các bạn chỉ mũi tên chuột vào Biểu tượng thu nhỏ à, Các bạn mở lên Tức là chúng ta mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. À, thì chúng ta phải thao tác như vậy. Không có nó chia lớp màn hình rồi. À, chỉ vào dấu trừ, thu nhỏ. À, sau đó các bạn đã có cái tài liệu rồi. Thì bây giờ các bạn di chuyển con trỏ xuống đi tìm cái cái câu hỏi trách nghiệm cho cái tài liệu này. Đây mà danh mục, hàng trăm danh mục rồi, rất nhiều. Các em học thì chỉ chọn những danh mục các, các bạn cần thôi. À, ví dụ như hôm nay ta cần cái tài liệu quyết định 3309 này. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương à, Thì hôm nay là chuyên đề 3 đây Phần 2 chuyên đề 3 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên đây Câu hỏi trắc nghiệm Thì các bạn để ý đây là câu hỏi trắc nghiệm Thì ở đây trong Các bạn đọc cái hướng dẫn ở trên này luôn này Thì riêng cái chuyên đề 3 Thì các bạn phải có Phải bắt buộc các bạn phải học thêm câu hỏi trắc nghiệm à, Có trong phần mềm Đó là Nghị định 30 Năm 2020 Năm 2020 ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2020 của chính phủ về công tác văn thư. Thì ở đây các bạn muốn kỹ thuật soạn thảo thể thức trình bày văn bản quản lý nhà nước thì các bạn phải tuân theo cái nghị định này. Vì vậy các bạn bắt buộc phải học thêm câu hội trách nhiệm cho cái tài liệu có trong phần mềm. Thì các bạn tìm tại cái mục câu hội trách nhiệm cho nghị định 30 để các bạn học. Các bạn mà muốn tìm hiểu sâu hơn một chút nữa thì các bạn tham khảo học các câu gọi trách nhiệm có trong phần mềm như là luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và sửa đổi năm 2020. Rồi các bạn học nghị định 34 của chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rồi các bạn học cái câu hỏi trách nhiệm nghị định 154 sửa đổi một số điều của nghị định 34. Đấy thì các bạn thấy là có hướng dẫn các bạn. Ngoài các bạn ngoài ra À, ngoài cái việc các bạn là bên cạnh các bạn học câu hỏi trách nghiệm cho chuyên đề 3 Các bạn cần phải học thêm câu hỏi trách nghiệm cho các tài liệu này nữa Mà câu hỏi trách nghiệm các tài liệu này đều có trên phần mềm là xin lưu ý với các bạn như vậy để các bạn hiểu sâu hơn à, Đặc biệt là đối với chuyên đề 3 này Thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Thì các bạn phải học câu hỏi trách nghiệm cho nghị định 30 Đó, Thì xin lưu ý thêm với các bạn như vậy Bây giờ các bạn học câu hỏi trách nghiệm cho cái tài liệu này. Tài liệu chuyên đề 3 này. À, của phần 2 là phần kỹ năng. Thì các bạn kích chuột vào à, cái dòng này. Nhấn nút trái chuột liên tiếp 2 lần. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Các bạn thấy cái chữ thực hiện đề thi. Các bạn nhấn nút trái chuột vào đây. Sau đó xuất hiện chữ Start và bắt đầu. Các bạn nhấn nút trái chuột vào Start. À, học lần đầu tiên. Thì các bạn chưa cần phải làm bài. Nếu các bạn thi thử thì các bạn có thể là à, các bạn có thể là à, chọn một trong bốn phương án phương án nào đúng hơn cả thì các bạn chọn thí dụ có trường hợp a đúng b đúng à, thì các bạn mà b đúng hơn a thì các bạn phải chọn b để khi hết thời gian làm bài thì không làm được các bạn muốn muốn nộp bài sớm thì các bạn chọn finish góc tay trái màn hình các bạn bây giờ học lần đầu thì các bạn cũng kích chuột ngay vào finish hoàn thành đi xem như hoàn thành ở bên trái màn hình các bạn này, này di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc xem như là các bạn đã xong thì thì, thì các bạn học lần đầu thì lần hai các bạn tự kiểm tra kiến thức của mình thí à, dụ như là các cái khái niệm loại câu hỏi khái niệm thì các bạn để ý là thí dụ như cách tiếp cận từ góc độ quản lý văn bản là gì Đó, thì đây là cái loại câu hỏi về khái niệm thì trong đó có một phương án đúng đúng trên nền vàng đây thì như vậy là căn cứ vào ở phần 2 chuyên đề 3 trang 275 thì có hai cách cách thứ nhất là các bạn đọc đáp án đúng trên nền vàng này như vậy cách tiếp cận từ góc độ quản lý văn bản cách tiếp cận từ góc độ quản lý thì định nghĩa cái văn bản là là gì là phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ hay một loại ký hiệu nhất định đó thì sau đó các bạn đối chiếu vì sao phương án này thì đúng các phương án kia lại sai thì các bạn căn cứ trang 275 thì các bạn kích chuột vào file này nhấn nút trái chuột thì các bạn tìm đến cái trang 275 đó đây là 274 đây này. các bạn thấy 274 đây thì đây trang tiếp theo đây 275 thì các bạn để ý ở đây là à, theo cái khái niệm cách tiếp cận từ góc độ ngôn ngữ rồi cách tiếp cận từ góc độ quản lý thì nếu cách tiếp cận từ góc độ quản lý định nghĩa văn bản là phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ hay một loại ký hiệu nhất định đó thì các bạn căn cứ vào đó thì các bạn soi thì đáp án nào đúng như trong tài liệu thì đáp án nào không đúng như trong tài liệu có thể là nó sai khác một vài từ À, các bạn thấy chúng ta chỉ dấu trừ. Như vậy cái loại câu về khái niệm thì phương pháp học là như vậy. Học lần đầu này. Học lần hai các bạn đã hiểu được uh, khái niệm tiếp cận từ góc độ quản lý văn bản là gì rồi. Thì các bạn tự làm bài để kiểm tra đánh giá kiến thức của mình. À, cái, cái cái phương pháp học ở trên phần mềm này. Như vậy chúng ta chi nhỏ cái tài liệu ra thành các ý để tình huống đặt ra được thể hiện trên câu hỏi uh, để các bạn giải quyết ví dụ như giải quyết câu hỏi này thì như vậy nó cũng sẽ phụ hết toàn bộ à, các trang của tài liệu ví dụ như ở đây là à, phần 2 chuyên đề 3, thì tài liệu đây thì cái giả thiết chung thôi đâu không phải là vai trò của văn bản quản lý nhà nước thì chúng ta để ý dạng câu không phải thì chúng ta phải tìm ra ba cái phải thì dùng phương pháp loại trừ ba cái phải đi thì còn một phương án là không phải cái cách làm loại câu này là vai trò quản lý nhà nước thì trên phần mềm hướng dẫn các bạn là căn cứ vào trang 277 đến 279 thì các bạn có thể đọc trang 277 đến 279 để giải quyết tình huống này giải quyết câu hỏi này các bạn cần mở cái file lên tìm hiểu đến trang 277 đến 279 đó, các bạn để ý các bạn di chuyển các bạn tìm đến trang 277 à, để các bạn đọc đã này, à, các bạn có thể đọc là vai trò à, của vai trò của à, văn bản quản lý nhà nước đó thì các bạn cách thứ nhất là các bạn đọc à, trên cái vai trò này à, các bạn đọc để các bạn nắm vai trò của văn bản quản lý nhà nước à, hay là các bạn đọc trên phần mềm à, thầy đã tóm tắt ra đây các bạn phải ghi nhớ là bốn vai trò của văn bản quản lý nhà nước. vai trò thứ nhất là văn bản là nguồn thông tin đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước. À, vai trò thứ hai là văn bản là phương tiện truyền đạt các quyết định quản lý nhà nước. À, thứ ba là văn bản là phương tiện kiểm tra theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo quản lý. À, vai trò thứ tư là văn bản là công cụ xây dựng hệ thống pháp luật như vậy về vai trò của văn bản quản lý nhà nước trong tài liệu từ trang 277 đến 279 các bạn phải ghi nhớ bốn cái vai trò này thế bây giờ áp dụng vào câu hỏi này thì các bạn giải quyết câu hỏi này các bạn phải tìm ra ba phương án là vai trò quản lý của nhà nước dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại không phải là vai trò quản lý văn bản không phải vai trò của văn bản quản lý nhà nước. À, vì sao chúng ta lại làm cách này? vì à, chúng ta làm cách này là vì à, nó cố định các vai trò à, cả văn bản quản lý nhà nước. chúng ta chỉ cần thay một phương án có nội dung không phải là vai trò quản lý à, vai trò à, của văn bản quản lý nhà nước thì ta có một câu hỏi khác. như vậy để giải quyết loại này chúng ta chỉ cần làm một câu đại diện là một loạt câu khác chúng ta đều làm được. Thế thì chúng ta áp dụng vào đây. thí dụ ta đọc phương án A văn bản là phương tiện truyền đạt các quyết định quản lý nhà nước thì ở đây các bạn thấy có nội dung đúng như ở trong tài liệu đó. Đây nó chính là yêu cầu à, thứ hai đây. À, yêu cầu thứ hai. À, phương án B là văn bản là công cụ xây dựng hệ thống pháp luật thì ở đây chính là vai trò thứ tư đây là đúng này. đó. À, phương án d văn bản là phương tiện kiểm tra theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo quản lý nhà nước thì nó chính là à, vai trò thứ thứ ba đây như vậy phương án a là một phương án b là hai phương án d là ba là ba phương án đều là vai trò của văn bản quản lý nhà nước suy ra phương án còn lại là phương án c văn bản là nguồn gốc là nguồn thông tin để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động quản lý nhà nước thì đây là không phải là vai trò của văn bản quản lý nhà nước thì chính là lựa chọn để trả lời câu hỏi này nếu ta các bạn thay nội dung không phải vai trò quản lý không phải vai trò của văn bản quản lý nhà nước ở phương án C bằng một nội dung khác thì chúng ta có một câu hỏi mới giữ nguyên ba phương án là vai trò quản lý vai trò của văn bản quản lý nhà nước thì chúng ta có một câu hỏi mới đó, vì thế các, các bạn không chạy xô đi tìm câu hỏi trắc nghiệm được. Chúng ta học một câu thì chúng ta giải quyết cho được một chùm câu hỏi tương tự như vậy. Theo phương châm học 1 biết 10, học theo phương pháp tư duy. Đó, các bạn tư duy thì chúng ta biết 3 thì loại trừ đi thì còn lại là một một chính là nội nội là phương án trả lời cho câu hỏi này. Với phương châm học để có kiến thức vượt qua kỳ thi, với phương châm học có kiến thức để trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn và học theo phương pháp tư duy tránh học việt đó các bạn thấy này thí dụ như các bạn siêu tầm được một file câu hỏi trách eh, nhiệm các bạn chỉ học eh, câu hỏi đúng thôi eh, thế thì đó là gọi là học việt thế thì đến khi mà kỳ thi chính thức diễn ra rơi vào cái câu không phải như không không có trong eh, cái file câu hỏi thì các bạn lung túng ngay Đó. ví dụ như là các bạn cũng hỏi thầy là em có một file câu hỏi 500 câu thì em học thuộc luôn các câu hỏi với nội dung đáp án nên khi kỳ thi chính thức diễn ra mà không rơi vào một trong năm câu là bó tay chấm cô. Đã, các bạn thấy gọi là phương pháp học việt còn ở đây chúng ta học có nội dung có căn cứ vào đâu để giải quyết cái tình huống này thì chúng ta nắm được à, thì kỳ thi chính thức diễn ra thầy tin chắc rằng các em hiểu nội dung và có phương pháp tư duy ra đề cứu gì các em cũng làm được đó thì như vậy cái, à, chúng ta phải thiêu cái cách học như vậy để đảm bảo chúng ta hiểu được nội dung chứ còn học việt thì không hiểu được nội dung đâu để đối phó qua kỳ thi chẳng hạn không may thôi nó trúng vào đó mà không trúng thì chịu rồi đấy. Xin giới thiệu với các bạn phương pháp học như vậy kinh nghiệm dạy đại học thầy dạy cho sinh viên thầy cũng phải làm như vậy luôn luôn phải dạy cho sinh viên là phải tư duy phải làm việc chứ không phải là học việt khi ra ra trường còn có thể làm việc được. À, các bạn chú ý cái phương pháp học là như vậy nè thí dụ như các bạn ban đầu sang cái loại các bạn tư duy tiếp theo nhá thí dụ như là ở đây cũng hỏi tương tự như vậy nè loại câu này đâu không phải là hệ thống văn bản quản lý nhà nước thì như vậy ở đây đâu không phải là hệ thống quản lý văn bản nhà nước thì các bạn phải tìm ra ba phương án là hệ thống quản lý văn bản nhà nước thì các bạn lại tư duy các bạn suy ra ba phương án là hệ thống văn bản quản lý nhà nước thì phương án còn lại sẽ là không phải là hệ thống văn bản quản lý nhà nước. Thế thì phần mềm hướng dẫn các bạn đây là các bạn đọc từ trang 279 đến 281. Thì các bạn ghi nhớ nội dung các phương án. Thì ở đây là các bạn cũng ghi nhớ là hệ thống văn bản quản lý nhà nước gồm văn bản quy phạm pháp luật, rồi văn bản chuyên ngành, văn bản hành chính. Như vậy các bạn để ý thì văn bản quy phạm pháp luật thì các bạn phải để căn cứ vào luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật à, như trên tôi đã trình bày các bạn có thể làm câu hỏi trách nhiệm cho loại văn bản này thì như vậy là à, hệ thống văn bản quản lý nhà nước gồm thứ nhất là văn bản quy phạm pháp luật thứ hai là văn bản chuyên ngành thứ ba là văn bản hành chính đó thì như vậy ở đây ta, ta ánh xạ lên đây ta soi phương án a văn bản quy phạm pháp luật là đúng rồi phương án C văn bản chuyên ngành là đúng rồi phương án D văn bản hành chính như vậy phương án A và C và D đều là thuộc về hệ thống văn bản quản lý nhà nước suy ra phương án còn lại là phương án B văn bản của đảng thì nó không phải là văn bản à, hệ thống à, văn bản quản lý nhà nước đó thì các bạn để ý để, để suy ra phương án trả lời đó, tương tự như vậy để các bạn có thể suy luận À, theo cái câu tiếp theo đâu không phải là văn bản hành chính phương án A à, là thông cáo phương án B là thông tư phương án C là chỉ thị phương án D là tờ trình thì như vậy là cũng loại câu không phải à, thì các bạn thấy phải ba cái ba phương án là văn bản hành chính thì dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại không phải là văn bản hành chính thì phần mềm hướng dẫn các bạn như vậy thì các bạn để ý là à, căn cứ điều 7 này vậy các bạn có thể đọc trang 281 thì à, căn cứ điều 7 ở đây là à, theo cái nghị định 30 quy định các loại văn bản hành chính gồm thứ nhất là nghị quyết nhưng mà phải nghị nghị quyết cá biệt à, không là nghị quyết cá biệt thì các bạn chú ý nhé à, quyết định là quyết định cá biệt Đó, thì với với là văn bản hành chính thế còn lại các cái quyết định của uh, chủ tịch ủy ban nhân dân và của ủy ban nhân dân các cấp thì nó thuộc vào vào là văn bản quy phạm pháp luật à, chỉ thị rồi, rồi quy chế quy định à, thông cáo thông báo hướng dẫn chương trình kế kế hoạch phương án đề án dự án báo cáo biên bản tờ trình à, hợp đồng công văn công điện à, bản ghi nhớ bản thỏa thuận giấy ủy quyền giấy mời giấy giới thiệu giấy nghỉ phép phiếu chuyển, rồi phiếu phiếu báo, thư công, đó thì các loại này nó là văn bản hành chính. Như vậy các bạn đối chiếu vào à, các loại văn bản hành chính ở đây, thì các bạn thấy phương án A thông cáo là một loại văn bản hành chính, phương án C chỉ thị là một loại văn bản hành chính, tờ trình là một loại văn bản hành chính. suy ra phương án còn lại phương án B thông tư thì không phải là văn bản hành chính. Đó, các bạn thấy này, dùng phương pháp loại trừ, các bạn phải ghi nhớ các loại văn bản hành chính được hướng dẫn ở trên điều điều 7 đây trích dẫn ra đây, các bạn căn cứ vào đây các bạn đọc một lần là các bạn ghi nhớ. À, trừ ba cái loại văn bản hành chính ra thì phương án còn lại sẽ là không phải văn bản hành chính. hắn à, có cơ sở để các bạn giải quyết, căn cứ vào đâu để giải quyết tình huống câu hỏi này thì các bạn để ý là căn cứ vào trang 281 của tài liệu. Hay các bạn à, trang 281 có trích dẫn điều 7 của nghị định 30 đây. Để định nghĩa cho các bạn thế nào là văn bản hành chính. Và gồm à, văn bản hành chính gồm những loại nào. À, thì trên cái nền vàng đây các bạn đọc. À, còn đáp án đúng bao giờ cũng sau cái từ G-Connect Answer đây là thông tư. Như vậy các bạn ánh xạ lên đây các bạn soi Phương án A là một loại văn bản hành chính. Nhỉ? Phương án là thông cáo. Phương án C là chỉ thị đó các bạn thấy đây chỉ thị này, à, chỉ thị đó, là văn bản hành chính, tờ trình là văn bản hành chính, đó, thế rồi là à, thông cáo à, là à, văn bản hành chính, đây các bạn thấy tờ trình này, đó à, các, các bạn các bạn để ý nhé, các bạn để ý các bạn soi vào đây à, thông cáo đây đó, là thuộc vào văn bản hành chính, Đấy, thì như vậy gặp cái dạng câu này các bạn tin chắc rằng là các bạn đã ôn trên phần này của thầy rồi chắc chắn các bạn sẽ làm được. À, thì như vậy các bạn đăng nhập vào phần mềm để học. Để ngoài cái việc học câu hỏi trắc nghiệm à, cho cái tài liệu à, này chuyên đề 3, các bạn còn phải à kích chuột vào à, cái câu hỏi trắc nghiệm các bạn quay lại. Các bạn phải học thêm về câu hỏi trắc nghiệm à, cho cái nghị định 30 như thầy đã giới thiệu ban đầu. Rồi các bạn có thể học cái câu hỏi trắc nghiệm cho luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật rồi các cái nghị định 34, nghị định 154. À, các bạn đăng nhập vào phần mềm để học. Và lần nữa chúc các bạn thành công Các bạn xem video của thầy hay và bổ ích Nếu chưa chọn nút đăng ký ở Trên Youtube Thì hôm nay hãy chạm tay nút đăng ký Để các bạn được hai cái tiện ích Tiện ích thứ nhất là xem video bài giảng theo từng mục Tiện ích thứ hai Là các bạn có video bài giảng mới Các bạn nhận được sớm nhất Bây giờ để bảo mật cái mật khẩu của mình Các bạn kích chuột vào góc phải Trên cùng màn hình có cái hình người này để xuất hiện cái chữ thoát các bạn nhấn nó trái chuột và chữ thoát để bỏ mật cái mật khẩu của mình vì trình duyệt nó hay lưu mà các bạn tắt dấu chéo đó thì các bạn chú ý tắt 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 cơ số để các bạn chọn dấu chéo à, các bạn như vậy tôi đã minh họa cho các bạn xong cái phương pháp học theo phương pháp tư duy à, học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên à, thông qua cái tài liệu chuyên đề 3 kỹ năng soạn thảo văn bản nhà nước các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo tiêu một trong hai số hiển thị trên màn hình. Một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn.